Huyện Hải Lăng là địa phương hàng năm phải đối mặt với nhiều trận bão lũ lụt, trong đó những xã nằm ở vùng thấp trũng ven biển thường bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Người dân ở đây đã chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sống chung với lũ lụt nên đã giảm thiểu được thiệt hại về người và của cải. Khu vực dân cư sống ven sông Nhùng, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng thường xuyên bị lũ lụt hàng năm. Vào các năm lũ lụt lịch sử như năm 2020, mực nước lũ cao từ 1,8 đến 1,9 mét. Chính vì vậy, chính quyền và người dân các thôn ven sông Nhùng mỗi năm đến mùa mưa bão lại chủ động cất giữ, kê cao lương thực thực phẩm từ sớm. Ngoài ra, người dân luôn tự giác thực hiện theo các khuyến cáo di dời của chính quyền địa phương khi có tình huống khẩn cấp. Thì rút kinh nghiệm đợt lụt lịch sử năm 2020, thì cái công tác mà phòng chống bão lụt là cái công tác mà thường xuyên mà được là coi như là chính quyền cũng như địa phương tuyên truyền vận động mà bà con để nhận thức cái vấn đề đấy, để vì ở đây là cái khu vực này là thường xuyên xảy ra thì vấn đề là lũ quét, lũ cục bộ, mưa ngập năm nào cũng có, thì để giảm thiểu cho cái vấn đề thiệt hại trong năm, cho nên người dân cũng rất là người dân này có chấp hành tất cả những cái gì mà ở địa phương mà ban băng chống bão lụt ở địa phương mà tuyên truyền vận động để bà con chấp hành, và người dân rất là cảnh giác về cái lũ lụt có thể là xảy ra bất cứ lúc nào. Ở các xã vùng trũng Hải Lăng, người dân đều cố gắng xây dựng cho mình một căn nhà có tầng lầu để chứa đồ đạc. Đối với cả khu không có điều kiện xây dựng nhà cao tầng, thì trong căn nhà cấp 4 của mình đều làm một gác xếp. Nơi đây dùng để cất lúa và đồ đạc, cũng như dự trữ lương thực, nhiên liệu cho gia đình. Cùng với việc chuẩn bị về nhà cửa, hầu như nhà nào ở vùng trũng cũng tự chuẩn bị cho mình một chiếc thuyền nhỏ để sử dụng khi mùa mưa lũ. Chính quyền và người dân vùng lũ Hải Lăng luôn tích cực triển khai phương châm 4 tại chỗ nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Mỗi năm thì chúng tôi đều ra soát lại một lần, xem thử những cái hồ nào sung yếu, những hồ nào là gần biển, rồi là hồ gia đình là ở tạm bợ, thì để chúng tôi có cái cơ sở để thực hiện. Bên cạnh đó chúng tôi cũng thông tin cho đồn để biết cái chỗ này, và mỗi lần bảo về bảo đến á, thì hàng năm trước thì khi mà bảo đến thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái nhiệm vụ ở cái chỗ là có đồng viên bà con nhân là đưa ghe thuyền lên cao. Trong lúc đó là một số hồ thì do cái điều kiện sức khỏe rồi lực lao động là không kịp thời được, thì anh em đồn cũng như là lực lượng của xã phối hợp với nhau để chúng ta là đưa thuyền bè ngư lưới của bà con ngư dân lên tránh trú bão một cách an toàn. Tình hình thời tiết, thiên tai, mưa lũ ngày càng có những diễn biến phức tạp và khó lường, không thuần theo quy luật hàng năm. Chính vì vậy, ý thức, kinh nghiệm và sự chủ động của chính quyền, người dân tại cơ sở là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác ứng phó với lụt bão, nhất là đối với vùng trũng như huyện Hải Lăng.